Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc, 109,4 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Trị, Quảng Ngãi khoảng 110 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Dự báo trong 6 giờ tới thì bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ từ 5 đến 10 km/h, nằm ngay trên vùng biển Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi. Đến 12 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào đất liền khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi. Đến 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới là từ vĩ tuyến 14,5 đến 17,5 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 111,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ các hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Từ nay cho đến ngày mai 12 tháng 9, các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Kon Tum có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm.